Dạ vâng, trên màn hình các bác và anh em đang theo dõi đây là 5 cái mẫu bơm tay cá BCB bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt bây giờ giá bơm tay là nó cực kỳ là rẻ rồi. Thì các bác nào mà chưa có bơm này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc bơm tay cá BCB thì các bạn cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết 5 cái mẫu bơm tay cá, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính các nhé. Trước khi được giới thiệu cụ thể chi tiết 50 mẫu bơm tay cao áp mới thì hôm nay sẽ có một cái bơm. Đây các bác nào mà chưa điều kiện kinh tế dư giả, các bác muốn mua cho mình một chiếc bơm cao áp thanh lý giá rẻ về các bác dùng tạm thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc bơm tay cao áp đồng hồ bé các nhé. Đồng hồ bé này, lọc bé này. Đây mẫu bơm này thì là mẫu bơm cũng rất là lâu rồi. Đây là mẫu bơm HIV các nhé. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Mẫu bơm HIV. Mẫu này thì có một bác khách hàng bác mua bên em một cái bơm máy thì bác có gửi kỷ niệm cho em một cái bơm đồng hồ bé lọc bé này, nó đã bị hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng ti bơm. Đấy, bơm không có hơi nữa và em đã thay thế gioăng sim, ti bơm. Bơm bây giờ ngon lành cành đào rồi. Đấy, bơm lên hơi cũng rất là ok rồi. Thì có một cái bơm đồng hồ bé lọc bé này thì thanh lý lọc lá cho các bác, giá là 250.000 các nhá. 250.000 đồng thì đã bao ship rồi. Nhận hàng các bác bỏ ra các bác kiểm tra, bác test ok có hơi có áp thì nó sẽ thanh toán tiền các nhá. Đó là một cái bơm hàng thanh lý, em sẽ thanh lý cho các bác. Em lưu ý các bác là cái bơm thanh lý này em chỉ có một cái thôi, không có nhiều các nhá. Các bác nào mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết các nhá. Đây bơm thanh lý đồng hồ bé lọc bé là 250 bao ship. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay đầu tiên là cái mẫu bơm đồng hồ bé này, chân cánh em không gấp này, lọc sẽ lọc bé, thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt. Một chiếc bơm tay cá đồng hồ bé lọc bé này thì bao áp cho các bơm tầm độ 250 cân đến 180 cân đến 220 cân quay đầu các nhá. Mẫu bơm cá đồng hồ bé lọc bé này giá tại thời điểm hiện tại bên Xuyên Nam bán với giá là 500.000 các nhá, 500.000 đồng thì bao ship, nhận hàng các bác kiểm tra đúng không? Đúng sản phẩm thì sẽ thanh toán tiền các nhá. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến cho các bác cái mẫu bơm thứ hai. Đây là cái mẫu bơm SB con báo con hổ này. Chân là chân cánh én gấp được các nhá, để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt này. Về phần đồng hồ sẽ đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò các nhá. Lọc sẽ lọc to màu đen, thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt như này. Một chiếc bơm tay cá đồng hồ to lọc to hiệu SB thì bên số em đang bán với giá là 650.000 các nhá. 650.000 đồng thì bao ship rồi các nhá. Phụ kiện theo bơm đầy đủ. Một cái cà lê đa năng này. Và qua mua bơm lọc to sẽ một túi bông lọc to đi kèm, mua bơm lọc, mua cái bơm lọc bé sẽ một túi bọc bé đi kèm các nhá. Và đi kèm sẽ một cái túi gioăng sim này, trong này sẽ một lọ dầu này và một đầu test bơm, một đầu bơm xe đạp xe máy các nhá. Đấy, những phụ kiện đầy đủ khi mua bơm. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho bác cái mẫu bơm tay thứ ba. Các bác nào mà muốn bơm nhanh này, bơm nhẹ, chống nóng tốt mà tầm độ dưới 900.000 đồng quay đầu thì có thể tham khảo cho em cái mẫu bơm tay Hyundai này các nhá. Mẫu bơm tay Hyundai này thì mẫu mới nhất của năm 2024. Mẫu này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân, cực kỳ là nhanh và nhẹ các nhá. Mẫu bơm tay Hyundai này thì chân là chân cánh én gấp được, để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt rất là tiện các nhá. Về phần đồng hồ sẽ đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò các nhá. Thân bơm inox 304, thân bơm rất là dày, cầm cực kỳ là đầm tay luôn. So với mẫu bơm tay Hyundai và cái mẫu bơm tay SB này sẽ là một trời một vực luôn các nhá. Mẫu bơm tay Hyundai này thì thân bơm inox 304 cực kỳ là dày và ở trong nhà sản xuất họ đã đổ nước làm mát rồi. Khi các bơm thì tránh cái tình trạng bị nóng thân bơm và bảo vệ cái gioăng sim ở trong bơm rất trẻ bền các nhá. Mẫu bơm tay Hyundai này coi nhìn ạ, cái lọc sẽ cực kỳ là to các nhá. Lọc sẽ lọc màu vàng cực kỳ là to. Mẫu bơm tay Hyundai này thì bên số em đang bán với giá là 850.000 đồng các nhá. Chiếc bơm tay Hyundai bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 350 cân. Bên số em đang bán với giá là 850.000 đồng, bao ship, nhận hàng các bác kiện có quyền kiểm tra đúng không? Đúng sản phẩm thì nó sẽ thanh toán tiền có nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái mẫu bơm tay thứ tư các bác nhé. Mẫu bơm tay thứ tư là cái mẫu bơm tay AGH VIP các nhé. Mẫu bơm tay AGH VIP này chân là chân cánh bướm gấp được, để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt các nhé. Đằng sau sẽ một lọc gió cực kỳ là to, ở trong sẽ than hoạt tính. Khi các bơm thì chống hơi nước vào bình mình một cách tối đa nhất, bảo vệ cái bình của các bác không một lo bị oxy hóa các nhé. Đồng hồ sẽ đồng hồ 40mb, đồng hồ dầu các nhá. Thân bơm inox 304. Đấy, ở ngoài được bọc một lớp lá cây khô, lá cây tươi rất trẻ đẹp. Và lọc sẽ lọc cực kỳ là to các nhá. Tay cầm chống trơn chống trượt thì một chiếc bơm tay cao cấp của thương hiệu AGH VIP thì bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 350 cân, nhanh và nhẹ rất trẻ bền bỉ các nhá. Một bơm tay AGH VIP thì giá tại thời điểm hiện tại bên số em đang bán với giá là
1.100.000 nữa nhé, 1.100.000 đồng thì đã bao ship rồi các nhé. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu đến cho bác một cái mẫu bơm huyền thoại. Trên tay em đang cầm đây là một chiếc bơm tay Xi Dong Xi các nhé. Các bác nào đi rừng nhiều, các bác muốn bơm nhanh, bơm nhẹ thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc bơm tay Xi Dong Xi. Mẫu bơm tay Xi Dong Xi này là chân cánh bướm không gấp được, bầu thì đúc bằng nhôm nguyên khối, rất chè dày dặn các nhé. Phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mPa các nhé. Lọc thì sẽ là lọc siêu to khổng lồ, thân bơm inox 304 cực kỳ là dày dặn các nhé. Và tay cầm chống trơn chống trượt. Đây các bác nào mà đã dùng qua chiếc bơm tay Xi Dong Xi thì các bác đã biết rồi, bơm cực kỳ là nhanh. Và cái mẫu bơm tay Xi Dong Xi này có ưu điểm các bác dùng tầm độ vài năm không một lo hỏng hóc vặt các nhé. Một chiếc bơm tay Xi Dong Xi hàng cao cấp thì giá tại thời điểm hiện tại bên Soyan đang bán với giá là 1.850.000 các nhé. Bơm tay Xi Dong Xi giá là 1.850.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Em bán bơm năm nay là năm thứ 6 rồi, em cam kết với các bác giá bơm tay chưa giờ rẻ như thời điểm hiện tại các nhé. Thì các bác mà đang quan tâm về mẫu bơm tay cá BCB nào thì có nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé. Một video em làm rất chia ngắn thôi, thì cuối video thì có được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.